Em quay đồng hồ thì báo cáo bác là mọi ngày đấy em không quay đâu, mộc mạc hết bác nhé. Hôm nay em Tuấn lại lên tiếp cho các bác một là em VIP đấy ạ. Con này tất cả mặt đính đá hết các bác ạ, mặt đính đá. Và các bác chú ý hộ em là cái cỡ cổ tay nhé, đây có nhỉ, dập khóa luôn ở trên cả trên khóa luôn này. Size tay của bác đeo từ 18 trở lên nhé, 18 rưỡi 19 trở lên, 18 19 20 21 22 nhé. Cái mặt đồng hồ này vì là nó phải to bằng cổ tay của em rồi, đây cổ tay của em đã là 18 rồi, phải tầm 18 19 trở lên nhé, chú ý hộ em 18 19 20 21. Đeo con này rất là đẹp, 22 có thể đeo con này rất là đẹp luôn. Đây thương hiệu của nó, bác nhìn này, em nhìn bác nhìn này, em quay sát rồi cho bác nhìn, nó đính đá từng viên đá từng đá nhé, em quay cho bác nhìn chi tiết từng đá luôn. Con này để cho bác có giá 2 triệu mấy đây, 2 triệu 7 nhé. 2 triệu 7 đấy, chốt trên khóa luôn tất cả đây, còn chốt này còn còn nguyên chốt nhá. Chưa lật ni lông luôn, chưa bóc tem siêu luôn. Con này đeo lên rất là sang luôn, thiết kế như Rolex luôn. Con này giống hệt thương hiệu Rolex, cái dây của nó này. Con này là màu vàng hồng nên là rất là trẻ, đeo trẻ ra đấy, các bác đeo nó trẻ ra luôn nhé. 2 triệu 700 2 triệu 700k. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn, hàng đang hoạt động bình thường.